cái buổi học này nó nói chung là nó cơ bản thôi, nhưng mà nó vẫn chạm vào cái nỗi đau của mình, vẫn đáp ứng được vào cái những cái mà mình đang khúc mắc. Thì anh tên là Nguyễn Hằng Phúc, thì anh có một cái cơ sở phòng gym gọi là huấn luyện viên tập 1-1. Thì khi khách hàng vào đây sẽ tập cùng với lại PT, sẽ trải nghiệm trực tiếp với nhau kèm 1-1 á. Thì cái cơ sở anh tên là H-Body Rabbit Gym, nó nằm ở 165 bộ A Bộ Cát 1, phường 12 Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà anh mới vừa khởi nghiệp á, thì nó còn rất là chưa có bài bản, chưa quy trình, thì mình cần nên tìm ra giải pháp ban đầu để đỡ sau này là mình sẽ xây dựng một cái hệ thống rồi, nhân sự đông rồi, nhân viên đông rồi, khách hàng đông rồi, thì không có quy trình, không hệ thống thì nó sẽ có thể là mình sẽ đập đi xây lại, rất là tốn công và tốn sức. Qua 3 buổi rồi anh có một cái và chia sẻ về cái 3 buổi này, thì đầu tiên là cảm thấy doanh nghiệp của mình nó đang thiếu về cái bàn cân bằng, bao gồm là chiến lược nè, con người nè, về văn hóa nè, về hệ thống nè, quy trình nè đó. Và kế tiếp nữa là về cái gen là cái phẩm giá của một cái doanh nghiệp đó. Và cái một bài học kế tiếp là 5 cái bước gọi là quy trình về phát triển của một cái doanh nghiệp đó. Thì em tâm đắc nhất là 3 cái bài học đó. Trong khóa học này có những anh chị đã đi trước khoảng chừng 5 năm, 10 năm vẫn là đi học chúng mình mới khởi nghiệp, thì đúc kết ra là cần phải có một cái bài bản quy trình từ ban đầu để đỡ sau này mình sẽ sửa đổi lại. Cho nên là phải đi học càng sớm càng tốt.